Máy bay có cất cánh được trong trời mưa hay không? Câu trả lời là có nha mọi người ơi. Nếu điều kiện thời tiết không quá phức tạp, máy bay hoàn toàn có thể hoạt động được khi trời mưa. Hôm nay mình sẽ quay cận cảnh chiếc Airbus A350-900 của Singapore Airlines cất cánh trong điều kiện trời mưa tại sân bay Tân Sơn Nhất. Trong suốt giai đoạn dịch Covid-19, Singapore Airlines thường xuyên sử dụng máy bay Airbus A350-900 để bay tới sân bay Tân Sơn Nhất với tần suất hàng ngày. A350-900 của Singapore Airlines được trang bị hai động cơ Rolls-Royce Trent XWB-84 với đường kính quạt chính lên tới 3 m. Mỗi động cơ tạo lực đẩy lên tới 84.200 bao khi máy bay ở chế độ cất cánh. Với hai động cơ này, Airbus A350 có thể đạt tầm bay 15.000 km, tốc độ bay tối đa 950 km/h. Trong clip này mình sẽ để âm thanh thực tế để mọi người nghe và cảm nhận nhé.